chào mừng các bạn đã đến Unit 10, chương trình Family and Friends 2. Và bây giờ chúng ta sẽ học thêm một số từ vựng mới nữa nha. Đây là các hình dạng. Now, listen and repeat after me. Square, square. Đây là hình gì nào? Hình vuông. Circle, circle. Hình tròn. Triangle, triangle. Là hình tam, tam giác. Ok, so now listen and repeat again. Square, square. Circle, circle. Triangle, triangle. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn qua bài hát này nhé. It's a square. Đây là hình vuông. It has four sides. Hình vuông sẽ có bốn cái cạnh. They all the same, giống nhau hết luôn. It has four sides. They all the same. It's a square. À, cái hình vuông thì các bạn nhớ nha, bốn cạnh nè. Bây giờ con sẽ đếm bốn cạnh của hình vuông cho các bạn xem nha. 1 2 3 4. Bây giờ điểm bằng tiếng Anh nào. 1 2 3 4 sides. Ok, tiếp theo. It doesn't have side. It's smooth and round. It's a circle. Nó chẳng có cái cạnh nào cả. Nó rất là trơn tru và tròn. Đó là hình gì nào? Hình tròn. Các bạn thấy không? Không có cái cạnh nào hết. Rất là tròn luôn. Round là tròn đó nha. It has three sides. Just 1, 2, 3. It's a triangle. Vậy thì cái hình nào sẽ có ba cạnh đây? Chúng ta cùng đếm nào. 1, 2, 3. Vậy thì triangle, tức là hình tam giác có ba cạnh. Đó là bài hát giúp cho các bạn học về cái hình học của mình. Ok, thank you.